Trường Tiểu học Minh Đạo, quận 5 đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2023-2024 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Tham dự lễ có đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Năm học 2023-2024, Trường Tiểu học Minh Đạo đón hơn 300 học sinh khối lớp 1. Tập thể nhà trường phấn đấu xây dựng ngày càng hoàn thiện cơ sở vật chất, phương tiện và điều kiện dạy học, thực hiện mô hình thư viện thông minh, lớp học thông minh, các phòng chức năng hiện đại, tiếp tục áp dụng chuyển đổi số trong công tác giáo dục. Với mục tiêu của ngành giáo dục, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Dịp này, nhà trường lần thứ hai vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng nhất, phần thưởng cao quý do Chủ tịch nước trao tặng. Nhà trường cũng vinh dự nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bằng khen tập thể lao động xuất sắc thành phố và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đây là động lực để tập thể nhà trường quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dạy và học trong năm học mới.